Hello cả nhà, mình xin chào với cô chú anh chị và các bạn nha. Không ấy cái củ cải ấy, cả nhà. Nay mình ra nhổ củ cải vô làm đồ ăn. Đấy nha, này mình trồng chơi chơi thôi mà cũng được củ nữa nè. Có trái mướp rồi cả nhà. Trái này thì nó già rồi, còn trái đó thì ăn được á, nằm trên đó mà hổm ra mình không thấy luôn. Chào cả nhà. Con chào bà cô chú. Hai trái mướp cho nó đi qua nhổ củ cải nè. Ăn trái nữa nè. Hai mẹ con kết hợp với nhau hái trái đó rồi. Lỡ này xuống con. Con lo con phải kéo cái đầu nó xuống hiểu không? Kéo từ từ, con kéo cái nó gãy trái mướp luôn á. Kiến vàng. Kiến vàng. Kiến lửa nó cắn dữ lắm, kiến vàng này thì không sao, nó cắn đau đau thôi. Còn kiến lửa nó cắn cái là sưng luôn. Cái này có già không ta? Cắt luôn bây giờ, cắt ăn được, ăn không đây được có thì trái này giờ bữa thì bỏ. Tại vì nó mình để quên á, để nó già. Để nhiều trái quá nó bị mất sức cái cây á. Lâu này đi không? Lâu không tới. Đây, để cha kéo xuống cho. Đó. Già không ta? Cắt đi, già thì mình bỏ khỏi ăn, còn ăn trái kia thôi. Chứ để nó mất sức cây luôn. Con này nó mất cắn. Nó bò rồi sót không thấy luôn. Linh qua nhổ củ cải nè Linh. Đó trái đi. Dạ, đây như này chào ơi. Còn trái nữa hả? Ừ, ở đây mấy trái nè cả nhà. Đâu? Đây nè. Nè, một trái này dài bữa là sót nữa nè. Kéo kéo nó xuống, nó chưa có bự mà. Để không thấy đồng vô đây đi. Con thấy nữa. Nè. Kéo nó xuống đi về bữa sót nữa nè. Đâu? À, con thấy rồi, nó núp trong cái lá ấy cha. Đúng rồi nè. Hay trái nó nhỏ vậy nè, chứ khoảng chừng 3-4 ngày nữa là bự. Sao kiến vàng nó hay làm ổ trên trái này em mới nhiều mà có kiến vàng là tốt con, nó đỡ sâu bệnh lắm. Kiến vàng là đó trái rồi, rồi trên đó ăn trái nè. Cha, kiến vàng nó đuổi sâu bệnh nè. Ừ, trái trên đó nữa cả nhà. Trái này nó bị teo à. Cắt luôn đi. Ăn được ăn, ăn không được thôi. Tại vì để nó mất sức cây. Vô đây, trái trên đó cao lắm, đi ra cắt cho giật. À dạ. Ủa cha, mấy trái này là cái gì vậy? Ăn được không? Trái đó là trái cây điệp đó con. Được. Nhưng mà cái trái này nè, mới ăn được. Cái xanh nó ăn được hả cha? Đúng rồi, tắt cái hột ở trong ra. Ăn nó kiểu sao ta? Chọc cha không biết diễn tả làm sao nữa. Lột ra có miếng chút xíu à. Hồi nhỏ cha hay ăn lắm. Trời ơi, cái gì em bu tay nè. Bỏ vô luôn. Bu vậy mà nó không cắn hả cha? Xương xương rồi đó. Cắn xương xương. Ở trong kia ăn trái nữa kìa chồng. Chui trong ấy rồi. Hôm qua mẹ mới trồng cây với cái miếu nữa kìa. Cây gì vậy mẹ? Ngay chỗ lúc trước chồng trồng cây dưa leo á. Mẹ mới trồng cái gì vậy? Cây điệp. Cây điệp con. Cái một gỗ luôn. Chào tới. Rồi, đây. Này múc đĩa cả nhà, nó không có lớn. Ủa cái này không có kiến hả cha? Không. Không. Linh con qua nhỏ cô cải lên được. Con đi vòng qua bên kia. Nhìn coi, lắm đó. Nó nằm ở trên lá. Con để cái xịa xuống đi. Để xịa xuống, rồi. Nhổ lên, nhổ hai củ này luôn. Giật mạnh lên. Ê, con đừng có để vô xịa xịn không à. Vũ vũ xịn. Để ngoài đi. Con để ngoài, ở ngoài đất đi con. Rồi, nhổ của kia luôn. Ê, con đừng có nắm ngay cái đầu nó gãy á. Nắm ngay cái xích dưới. Củ á. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Biết bông này bông gì không? Bông gì lạ vậy nhỉ? Bông cà tím. Bông cà tím vậy là mốt rồi có cà tím ăn hết nè. Cắt cái lá vô trong cái chậu bỏ vậy, đừng có để ngoài. Wow, củ cải nhìn đã. Ừ. Ra ngoài sau nữa, hái ngoài nhổ ngoài sau nữa. Qua đã. Hai cốt mặt thui luôn. Rồi bỏ vô. Rồi bưng ra sao đi con. Còn ngoài sao nữa. Nè Linh ghé đây nè Linh. Dạ.
ghé đây nhổ mấy củ này nè. Ở đây cũng có nè. Củ nào hết rồi chưa? Cái này hết rồi nè. Nè, nhổ hết ba củ này luôn đi con. Nhổ đi. Qua đã vũ cái con đúng rồi. Vũ cho nó rớt đất ra. Rồi, đúng rồi. Vũ mạnh lên. Vũ cho rớt đất ra. Đây củ đó nè. Rồi, để lại, để quấy lại. Ừ, đúng rồi. Củ này hơi nhỏ. Đúng rồi. Còn nữa. Củ này nó bị hình như để lâu quá nó bị teo không kìa. Ừ, còn bên đây là củ cải Nhật nè cả nhà. Cái này mình không có ăn, mình để làm giống, mình lấy hột lại. Hai cái lá nó khác nhau hoàn toàn nè. Ủa chứ mình lấy hột để trồng lại hả chứ? Đúng rồi, để cho nó ra bông mình lấy hột mình trồng lại. Trồng lại nó ra. Tại vì cho hết cái hạt giống đó rồi, hiểu không? Dạ. Bây giờ mình phải lấy hạt mình trồng lại. Nó có cái mấy. Ừ. Thì trồng nhỏ hơn hai củ trồng. Thôi con ở ngoài đó đi, đi vô đây hơi khó để cho vô chứ. Này còn hai củ nè. Này mình trồng chơi chơi thôi mà nó cũng có củ nữa cả nhà. Ừ. Nè, đưa cho mẹ cắt đi. Rồi vô hái hái cải bẻ dúng. Cải bẻ dúng là cái gì chưa? Rồi vô cho chỉ cho. Cải đó là loại cải ngọt. Đó giờ con biết cải đó mẹ ơi. Cải bẻ dúng nè cả nhà. Nó mập nó bự rồi nè. Rồi cùng gỡ đi. Nhìn nó tốt ghê không? Cái đó là cải bẻ dúng á cha. Ờ. Ừ. Rồi đi sâu nè. Xà lách quá vậy. Mạnh lên. Đó con nhổ đi rồi mẹ cắt gốc. Đúng rồi. Đừng dở cao quá, chín cây bên cầm cái tay xích lên chút thôi. Ừ, con đưa ra vậy đó mẹ mới cắt được. Con để cái cây cải nằm ngang á, hiểu không? Con đừng có chút nó xuống. Rồi bỏ vô gỗ, đúng rồi. Nhổ xe đó đi. Trồng cái này cũng tháng mấy cả nhà? Quay cái cây này. Con càng quay ngang mẹ càng dễ cắt, hiểu không? Ừ. Đúng rồi. Đã chưa? Quá đã luôn. Bỏ vô nhẹ nhẹ con để nó dập hết á, biết không? Dao cải này mình phải nhẹ lắm. Hai là tới đó cần cho mình à. Dán chồng qua đây. Bước cái chân vô. Bước một chân xích vô. Nó bị cây bên đây ăn khác rồi. Nó cùng chung bộ rễ nè. Khác con. Đâu có chung. Hai cây khác nhau thì nó phải hai bộ rễ. Cùng chung bộ rễ được. Khùng thế. Coi chừng nó rớt đất lên cái cây dưới vậy. Hai cây này tốt ghê. Cái này mình hái vô cho mỗi người 2 cây. Chứ ăn đâu hết rồi. Trời, mấy chiều có chè xuống đây cháo chưa? Ý, cháu mẹ. Cái gì con? Cái đó bắp. Bắp ngô, có ngô, có ngô. Bắp ngô đi chen rồi con. Thì con sợ bắp cho cháu mẹ nó ngô. Chà đâu nó ngô đâu, cho nó bắp mà. Ở ngoài miền Bắc á thì người ta kêu là ngô, trong Nam mình kêu là bắp. Hết chỗ để rồi. Mấy trái này chừng nào mới đưa chân Linh cầm bớt. Cầm lên. Dạ. Mấy trái đó khoảng 10 ngày nữa là hái được con. Bùm. Qua đã. Rồi đưa con cầm cái đó luôn đi. Cầm nữa luôn. Con hết tay rồi. Ủa hai cái vậy cây hả? Ừ. Cải này mà mình để nó lâu nó già quá thì nó sẽ bị sâu quá. Cái con nó còn cây nhỏ xíu này thôi cây bà đi. Ờ có sâu nè vợ.
bắt đầu có sâu rồi nè. Vô đi Linh. Con đi đường bên đây nè, đi đường bên cha nè. Bước qua đại đi. Mình hết trồng cây rồi mình đi vô được thấy không? Khi trồng cây mà con đi vô là con dặm tan nát luôn á. Rau muống cả nhà. Hay rau muống vô xào tỏi. Mấy cây bí đao nó ra bông, nó ra trái con luôn à. Bí nó bò dắt ngang. Qua chờ một cổ luôn rồi. Để đi sửa mấy cái dây bí lại mới được. Cái đó là trái con bí phải không chồng? Nè, trái con nè. Đây nè. Đang thả cho nó bò vòng 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 nè. Bé gạo này mê cá dữ lắm. Đi ngang đây là không có chịu đi luôn đâu. Mà chính chưa không chịu lên á, cá. Có cá này dễ dụ lắm. Cái nào không? Cái nào non thì mình ăn, cái nào già thì mình bỏ. Nè, đây cá nè, đẹp chưa? Giờ muốn quá trời luôn nè cả nhà ơi. Chia ra ăn chứ ăn đâu hết. Nhóc hết trơn. Nè hai. Với cải bẹ dúng nữa. Đủ chưa? Chia nhau ăn nhóc hết trơn. Con chua là xào xào tỏi gì cũng không. Thấy vậy chứ non xèo à. Con cũng đói chờ chú nhà. Chịu hả? Không chịu hả? Bây giờ phải làm cơm không chưa? Lấy thêm đi hai. Vậy là nó già đúng không chưa? Lúc này vẫn còn ăn được nè.
này cho chị vô. Ừ. Mấy cái lá dưới gốc đó, mình lật bỏ, còn lá trên đây non non đẹp mà thấy không? Chưa. Cái này cứng rồi hả giờ? Chờ lật không được bỏ. Mấy cái dưới rồi. Ủa giờ lá nhiều quá có lấy không? Nhiều quá. Lật rửa lá, bỏ nửa lá luôn. Rồi. Là cái cây đó có con đi. Bỏ nửa lá vậy nè. Nè mấy cái này còn ngắt lại đi. Nửa lá vậy nè. Ủa là ngắt nửa lá đúng nửa luôn. Ừ. Con tưởng là chia phân nửa, lấy phân nửa số lá thôi. Tại nó nhiều quá nó sòm sàm. Cái chuyện xào cái lá là ăn ngon nhất á. Rồi cái lá nó mềm. Rồi lật tới đây thôi, còn mấy này nửa lá. Bỏ nửa chó, con ít thôi, con bỏ nhiều nửa lá nha. Nè, giống chai này nè thấy không? Cái rau muống này nè, con rửa mạnh mạnh tay được, vũ vũ cho nó sạch. Có cải á, cải thì mình nhẹ nhẹ ăn chút, cải nó dễ dập. Ừ, bỏ trái ớt vô nó cho nó hơi cay cay. Đâm cái này để mình ướp thịt mình kho cả nhà. Giờ vợ ướp thịt nè. Thằng con thì gọt củ cải đi. Đúng rồi, họ cắt ngang con. Hồi mình cắt ngang mình lấy cái dao kia mình lạng cho nó dễ. Chứ nó cong đâu có bào được. Ừ. Nè lấy cái dao này nè, cái dao nó khó cắt. Ướp thịt đi rồi kho. Cái củ đó hổng gài nó hơi già đó con. Cái bỏ nó qua một bên đi con. Đúng rồi, nó già quá, nó xốp nó khô. Con lấy mấy củ trắng á. Cái củ cải con biết cái nào già cái nào non không? Cái nó màu trắng thì nó sẽ non, mà nó màu sậm vàng vàng nó sẽ già. Có ấy cái này không kìa. Có, cắt ngang cái đầu. Bỏ cái thẹo đi. Thịt này là mình kho rượu đúng không vậy? Dạ. Kho rượu bằng sườn này đúng không? Ừ, kho củ cải, nói chung là kho cho mềm mềm đó đúng không? Dạ. Kho lạc. Giờ bắt trứng cút lên, nãy giờ quên. Giờ mình xào cái thịt này để mình hầm. Má heo cả nhà. Má heo trong chợ Long Hồ bán 40.000 ký rồi, ngon lắm, thịt không à. Cắt khoanh xong rồi cái con chẻ dọc xuống, chẻ làm tư giống như bữa củi vậy đó. Củ này ngon, củ này ở đâu người ta? Trắng chẻo mập mạp, củ này ở ngoài cái clip gao nè. Nước sôi, nước sôi bỏ thịt vô. Kho rượu là mình không có xào xào ha. Dạ không. Ướp thịt xong rồi cái nước sôi bỏ vô. Để... muối. 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 Cho miếng muối. Nêm vô nồi canh ha. Dạ. Xương này nó cũng gần mềm nè cả nhà. Mình bỏ rau củ rồi vô luôn. Cha ơi, xương ngọt rồi mình có cần bỏ đường nữa cha. Chút xíu xíu thôi con, dặn đường thôi chứ con đừng có bỏ đường nhiều quá. Dạ. Ăn nó ngọt khó ăn lắm. Giờ mình bỏ củ vô luôn cả nhà ơi. Vớt miếng bọt. Vớt miếng bọt. Phải vớt. Đây, nghĩ gì được chưa?
cho nước màu vô luôn không vậy, cho nó màu đẹp. Bỏ trứng vô, còn hơi sót miếng miễn. Mình bỏ củ cải vô luôn cả nhà. Xào bằng tay luôn á, ghê vậy. Quay chảo luôn. Quay chảo luôn. Nếu muốn xào tỏi rất là thơm nha cả nhà. Cái gà muống ở đây giờ cái mùi vị nó ngon hơn cái lúc mà bên Nhật mình trồng nha. Kiểu như gà muống Việt Nam mà trồng ở nước ngoài nó không có, nó không có ngon hơn hay sao. Cũng không biết được diễn tả. Nó không đậm chắc gà muống đúng không? Bóng lưỡng nè. Lên nè. Đây là món thịt kho gì ta, kho củ cải à. Gà muống xào tỏi, cành má heo cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm, mời ông bà cô chú ăn cơm. Này nhỏ được mấy cái củ cải với mớ rau cả nhà. Củ cải, kho thịt. Uống miếng nước rồi. Đúng rồi. Trời, cắn mau luôn. Rau muống xào. Ăn rau muống nè. Rồi quá không ăn rồi muốn xào tỏi. Dạ. Lỡ đi bộ đội ăn mỗi ngày. Rồi muốn ở chồng ăn cách tự chồng không? Tự chồng mà làm ẩu. Tại có số lượng nhiều, cả ngàn người ăn. Chúng ta ăn cơm nước rồi. Nước lặng rồi. Ngay chồng muốn sườn thôi hả? Ừ. Thank you.
rau mình trồng nhà ăn nó sẽ an toàn hơn. Dạ. Nước gà vô mùa hè đó nha, nó còn ve tiêu. Con ve. Ve sầu. Con luôn, nó còn mạnh lắm rồi. Còn. Con khoái ra đây ngủ. Ngay đây không có ai làm phiền lắm. Rơi mát. Tính ra hôm qua là nó ngủ liên tục 2-3 tiếng luôn. Ai làm gì làm nó ngủ ngủ. Tối nhớ ở trong nhà nó cũng ngủ mà sao nó không nó thấy ngủ rồi. Thấy gì nó về chiều mà thấy là con này chưa biết tay luôn á. Ở vùng An Giang núi đó, nó kêu dữ. Mấy con bông hồng á, không phải là bông bất lợi. Ừ, bông hồng tốt ghê. Trước cửa có mấy cây bông nhìn nó vui vui. Bữa nào đi chợ thấy bà đó bán nữa, mua nữa. Ừ, trồng nhiều quá nó không có chỗ gai không à. Cái đất rồi, nhiều quá gai. Mình nhất là mua cái co nha. Dạ. Co 27 nha. Như một khúc ống luôn. Ăn lên. Lần cũng suy nghĩ rồi. Nói lên cao cao đây cái gì mình tí nha. Nói lên cỡ ngang tầm cái cây tre đó. Chứ đừng thấp quá, bữa hỏi là thấp quá à. Mỗi lần muốn gắn là phải thơm đi chậm. Phải kéo lên luôn. Giờ là phải gắn lên. Để mua hải cò. À, một cái coi dưới rồi cái trên chở chỉa vô đây ha. Đúng rồi. Ăn cái chỗ này nó gân. Ăn nó cái má này ngon mà rẻ. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Chào tạm biệt cả nhà. Xương hả cho nó luôn nó cặp. Nó nằm ngủ mê man bỏ cái cục thịt ngay chỗ mũi đó, nó cũng không dậy. Bỏ đi.